Thôi được rồi, em sợ bay, anh sợ bay nó lắm. Được rồi, cô ơi, được rồi con. Dạ, không sao, con cho nắng cho đen bớt. Nhưng mà ở đây nếu mà nước sinh hoạt thì sao em? Nước sinh hoạt mình giờ là chủ yếu mình là nước tây rồi. Chứ không như ngày xưa của mình đó thì là hút lên. Dạ, đúng rồi, láng phèn. Phía sau mà mình láng phèn. Xưa mình có cái cục phèn á. À, phèn chua ha. Xay như này nè. Dạ. Đây mình thì miền tây mình chủ yếu thì chỉ có hai cái cây mình để mình giữ đất rồi thôi. Là cây bạch lá của mình nè, hay là cây dừa nước á. Cây nước hả? Dạ, hoặc là cây bần của mình. Cây bần hả? Cây bần. Bần. Cái này. Dạ, cái này mình kêu là cây bần. Cái này. Cái bần này thì đặc biệt mình á là cái rễ của nó sẽ mọc ngược cái lên như thế này. À. Nó không cắm xuống đất. Nó mọc ngược lên vậy đó. À, kìa đúng không? Rễ đúng không? Đúng rồi. Mình như thế này thôi. À. Dạ. Còn nước dừa của mình á thì sẽ lấy nước dừa nước của mình á. À. Đó là cái này mua một được hai đó, một ly mà được hai loại miếng dừa luôn. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Vũ Việt Nam Vlog của mình nha. Rồi hôm nay là mình sẽ thực hiện một cái thử thách rất đặc biệt các bạn. Mình sẽ thử thách mình trải nghiệm hết 13 tỉnh thành của miền Tây Nam Bộ nha các bạn. Mình sẽ trải nghiệm hết 13 tỉnh thành của miền Tây Nam Bộ trong một cái chuyến xuyên Việt này nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ đặt ra một cái mốc thời gian các bạn. Mốc thời gian là mình sẽ trong vòng 5 ngày. Trong vòng 5 ngày đó các bạn xem mình có thể làm được những cái gì bằng cái chiếc ô tô cá nhân của mình nhá. Thì mình sẽ cùng nhau khám phá 13 tỉnh của miền Tây Nam Bộ hay là 13 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long đó. Trong miền Nam thì người ta hay có quen gọi là các tỉnh chia thành cái khu vực là miền Đông Nam Bộ và khu vực miền Tây Nam Bộ. Thì miền Tây Nam Bộ thì là gồm 13 tỉnh ha các bạn ha. Thì nó gồm có là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp. Mình sẽ xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là bắt đầu ngày thứ nhất thì cái để thực hiện được một cái chuyến xuyên Việt trong vòng 5 ngày này á mà đi hết 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long á thì mình phải có một cái kế hoạch các bạn, phải có lộ trình các bạn, chứ nếu mà mình không có một cái kế hoạch lộ trình á thì mình sẽ không thực hiện được. Bởi vì là mỗi tỉnh thành họ cũng có rất nhiều cái điểm để khu vui chơi để tham quan. Nhưng trong giới hạn chỉ vần thử thách của mình chỉ 5 ngày thì mình sẽ phải chọn ra những cái khu vực, những cái địa điểm, địa danh mà mình cần phải đến đặc trưng cho mỗi cái tỉnh thành đó. Bởi vì mình chỉ cần đến một cái tỉnh thành đó thì ở đại tỉnh thành đó mình nói đến cái gì đó, có cái địa danh gì đó, di tích gì đó thì người dân và các bạn sẽ hình dung tới đó là phải, tới cái tỉnh đó là phải tham quan cái gì gì đó ha. Thì mình chỉ đến tham quan một đặc trưng thôi các bạn. Bởi vì trong 13 tỉnh thành này nếu mà mình tham quan hết thì mình không đủ thời gian được. Thì mình cũng chuẩn bị hết đồ rồi các bạn. Đồ quần áo là mình mang theo 6 bộ đồ nha các bạn. 6 bộ đồ thì mình sẽ dự trù là tối đa là 6 ngày các bạn. Là mỗi ngày là mình mặc một bộ đồ. Thì bây giờ hiện tại trên người mình là mặc một bộ đồ và mình trong giỏ của mình là còn 5 bộ đồ nữa. Thì mình mặc quần sọt các bạn, mình mặc quần sọt quần đùi thôi cho thoải mái. Tại vì trong miền Nam á bây giờ hiện tại á cái mùa này á cái thời tiết rất là nóng nên mình mặc quần sọt áo thun thôi theo kiểu mà giống như ở nhà của mình thôi để cho nó thoải mái các bạn ha. Thì mình phải liệt kê ra cái lộ trình của mình các bạn. Mình sẽ tổng kết cho các bạn biết được là trong cái lộ trình năm này của mình tiêu tốn tất cả bao nhiêu tiền ha, bao gồm tiền nhiên liệu xăng dầu cầu đường và chi phí ăn ở đi lại luôn các bạn ha, rồi vé tham quan hay này nọ luôn. Mình sẽ tổng kết lại một cái list chi tiết
nhất vào trong cuối video để cho các bạn xem tham khảo. Nếu sau này các bạn có đi xe du lịch tự túc, các bạn có thể có cái tư liệu để các bạn tham khảo. Trong chuyến xuyên Việt miền Tây này đó, xuyên Việt 13 tỉnh miền Tây này của mình á, là chỉ có một mình thôi, không có vợ con gia đình mình, bởi vì mình đi theo kiểu của mình, mang tính chất thử thách thì nó rất là áp lực. Nó áp lực bởi vì mình phải tập trung lái xe, mà mình lại phải quay lại những cái điểm mà mình đã trải qua. Thì nếu mà mình dẫn theo vợ con mình thì vợ con mình sẽ không theo nổi cái áp lực của mình. Nên mình không có cho vợ con mình đi theo, mình sẽ cho vợ con mình đi chơi, nhưng mà đi chơi riêng thôi. Mà thường là mình đi chơi riêng là mình không bao giờ mình post lên trên mạng ha. Rồi, cái lộ trình của mình thì mình sẽ chia ra 5 ngày. Ngày thứ nhất thì mình sẽ xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ hiện tại mình đang đứng ở đây là cái khu vực ngã tư Bình Phước thuộc thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Mà mình đang cụ thể ở trên này nó là thuộc quốc lộ 1 luôn các bạn. Nó đang là thuộc quốc lộ 1 luôn, quốc lộ 1A luôn. Thì hướng mình đi miền Tây là mình sẽ đi thẳng theo cái hướng này là đi theo miền Tây các bạn. Mình còn quay ngược lại là mình sẽ đi về hướng miền Đông Nam Bộ nha các bạn. Mình quay ngược lại theo quốc lộ 1 là mình sẽ đi về các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Mình muốn đi tiếp là mình đi thẳng theo cái hướng quốc lộ 1 này các bạn nha. Đây là quốc lộ 1A. Thì cái khúc mình đang đậu ổ xe ở đây là ngã tư Bình Phước. Thì sau 5 ngày mình sẽ quay lại về cái đúng cái địa điểm này luôn. Mình sẽ tổng kết mình đi hết bao nhiêu nghìn km các bạn. Mình sẽ đi hết bao nhiêu nghìn km, tổng số chi phí của mình đi bao nhiêu, để sau này các bạn có thể tham khảo. Thì hiện tại bây giờ là cái đồng hồ km của mình đó, nó là 195945 km các bạn nha. Thì nếu mà sau khi mình quay lại đúng, sau 5 ngày mình sẽ quay lại đúng cái vị trí này, thì để xem coi mình đi trải qua hết bao nhiêu km nha. Tại vì bây giờ hiện tại trên bản đồ Google Maps thì mình chỉ áng chừng tương đối thôi, còn con số mà chính xác mình chạy qua bao nhiêu km, bao nhiêu ngàn cây số của hết 13 tỉnh thành của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì phải có con số chính xác. Thì cái con số chính xác này mình sẽ tổng kết lại trong cuối video clip nha. Bây giờ mình bắt đầu let go thôi các bạn. Mình chưa ăn sáng nha, mình sẽ ăn sáng tại Tiền Giang nha các bạn. Quốc lộ 1A buổi sáng các bạn. Cái đoạn này thì dù bên trái là cho chạy tốc độ tối đa là 80 km/h đối với xe con. Nếu dòng xe bán tải mình thì nếu mà xét theo phương tiện tham gia giao thông thì nó vẫn là xét xe con nha các bạn. Nhưng mà không chạy nổi được 80 các bạn. Tại buổi sáng sớm đường rất là đông các bạn, nên chỉ chạy được có tối đa 60 mà chạy cũng không nổi nữa. Tại đường đông các bạn, mình vẫn chưa ra khỏi được thành phố nha các bạn, chưa ra khỏi với địa phận của thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn, còn lâu lắm các bạn. Tại vì cái điểm của mình xuất phát là cái điểm ở ngã tư Bình Phước, tức là cái địa điểm đó là đi về các tỉnh miền Đông cũng là nó, mà đi các tỉnh Tây Nguyên cũng là nó luôn các bạn, mà đi miền Tây cũng là nó luôn á. Bây giờ hiện tại vẫn chưa ra khỏi cái vành đai theo quốc lộ 1, tại vì các bạn cứ tưởng tượng là quốc lộ 1 nó có ôm vòng vành ngoài của thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Nó ôm vòng ngoài á. Ai mà xem trên bản đồ hiểu. Nên đường này mình cũng chạy nãy giờ cũng được tốc độ khoảng 50 km/h thôi, chứ không có nhanh hơn được. Các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Trên quốc lộ 1 đi qua địa phận của thành phố mình á, họ có phân chia cái vạch kẻ đường để cho các bạn theo đi đúng hướng lưu thông nha. Các bạn muốn không bị phạt á là các bạn cứ đè làn giữa, các bạn đi thẳng các bạn. Đừng có đi làn bên phải hoặc là bên làn bên trái các bạn, tại vì thường là làn bên phải hoặc bên trái á, gặp những ba ngã tư á, họ sẽ dành riêng cho xe rẽ trái hoặc là xe rẽ phải nha. Nhiều anh em á không để ý. Cứ đi sát cái vạch ở ngoài hoặc là vạch bên tay phải, rồi đến lúc tới cái chốt này xanh này đỏ là mình chuyển vào làn giữa không kịp các bạn. Mình chuyển vào làn giữa không kịp là dễ bị phạt lắm các bạn. Nó có cam phạt nguội hết đó các bạn. Hoặc là không có cam phạt nguội thì cũng có cảnh sát giao thông họ đứng chốt, họ bắt đó. Những cái vạch bên tay trái này là dành cho rẽ trái, hoặc là bên phải dành cho rẽ phải.
Nên anh em nào mà không có quen đường, không có quen đường thì tốt nhất là cứ đè cái làn ở làn ở giữa mà đi thẳng các bạn, cho nó an toàn các bạn. Cái khu vực này là khu vực khu công nghiệp Tân Tạo của Bình Tân các bạn. Cái khu vực này công nhân rất là nhiều các bạn, hai bên là công nhân họ đi làm đó các bạn. Tập trung cái khu này là khu công nhân rất là nhiều các bạn nha. Khu này là khu công nghiệp Tân Tạo Bình Tân, đó, một trong những cái khu công nghiệp lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Dọc dọc hai bên này công nhân các bạn thấy rằng đấy, công nhân quá trời là họ sáng họ tập trung ở mấy cổng khu công nghiệp, mấy cái doanh nghiệp họ chuẩn bị đi làm các bạn. Tại vì bây giờ mới là 6:43 thôi, hồi nãy mình xuất phát là khoảng 6:10, có nghĩa là mình mới đi được khoảng 30 phút các bạn, mình mới đi được khoảng 30 phút thôi, mình cũng chưa thoát ra được địa phận của thành phố Hồ Chí Minh nữa các bạn. Mình không có nó hướng dẫn cho mình lên cao tốc. Google Maps bây giờ nó lại hướng dẫn mình đi lên cao tốc các bạn, nó định nhanh hơn. Mình thì chắc không đi cao tốc đâu các bạn, mình cứ đi theo quốc lộ 1 thôi các bạn. Chả nó cứ chậm cũng được, chả sao, đi thẳng quốc lộ 1 thôi. Tại vì đi cao tốc thì nó báo là nhanh hơn 30 phút đó. Đây, nó đổi lên cao tốc nè, đổ gửi lên cao tốc. Chà, không biết nên đi cao tốc không. Nếu mà đi cao tốc thì mình sẽ bỏ qua cái khúc thành phố Tân An các bạn, mình không quay được thành phố Tân An cho bạn coi. Còn đi theo quốc lộ 1A thì mình sẽ đi qua thành phố Tân An đó, thì mình sẽ cho bạn xem được cái thành phố Tân An. Thành phố Tân An của tỉnh Long An đó các bạn. Hiện tại thì mình đã vào địa phận của tỉnh Long An rồi nha các bạn. Hướng mình đang đi lưu thông đây là sẽ đi về hướng thành phố Tân An của tỉnh Long An các bạn. Vừa ra khỏi Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Mới ra khỏi Bình Chánh thôi các bạn. Còn bây giờ là đang thuộc huyện Bến Lức của tỉnh Long An các bạn. Tại vì tỉnh Long An nó rất là rộng nha các bạn. Rất là rộng, tỉnh Long An với tỉnh Đồng Nai nó rất là rộng, nó sát vách với thành phố Hồ Chí Minh luôn các bạn. Tức là ở Long An nó cũng có thành phố và nó cũng có vùng miền quê. Ở Đồng Nai cũng y chang vậy, nó cũng có thành phố mà cũng có đồng quê các bạn. Thường là mọi người á, những người mà ở xa xa thì họ có quên mất là Long An là xét vô là thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ nha các bạn, cũng thuộc đồng bằng sông Cửu Long luôn nha. Hiện tại thì mình ở vẫn trong địa phận của tỉnh Long An nha các bạn. Cái này vẫn là trên quốc lộ 1 và khu vực này là thuộc địa phận của huyện Thủ Thừa nha các bạn. Huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Thì mình cũng sắp tới địa phận của thành phố Tân An rồi các bạn. Ở bên dọc dọc hai bên quốc lộ 1A này này các bạn, của địa phận của huyện Thủ Thừa Long An á, thì mình thấy người ta bán rất là nhiều cái đặc sản. Bánh tráng trộn rồi rượu các bạn, rượu đế các bạn, rượu người ta bán rất là nhiều, người ta bán dọc hai bên đường các bạn, để cho những người mà đi xe máy hay đi ô tô họ có thể dừng lại họ vào họ mua các bạn. Bánh tráng trộn này nọ đó, nói chung là những cái món ăn vặt đó các bạn. Mình thì không có rành mấy cái này lắm, nhưng mà các chị em phụ nữ thì chắc biết nhiều. Đường cũng khá là thông thoáng nha các bạn. Đường quốc lộ 1 mà đi cách Tân An, bây giờ hiện tại cách Tân An còn 6 cây số nữa thôi. Thì mình sẽ đến dừng chân lại thành phố Tân An khoảng tầm 5 phút các bạn, để mình dừng nghỉ ngơi chút xíu các bạn ha. Có hai lộ trình các bạn, mình có thể bỏ qua luôn cái thành phố Tân An này bằng cách là mình đi theo cao tốc Trung Lương các bạn, nhưng mà mình không thích đi theo cao tốc. Mình muốn đi theo cái đường quốc lộ 1 các bạn. Để mình ngắm cảnh nhà dân hai bên đường các bạn. Còn nếu mà đi trên cao tốc thì mình sẽ không ngó nghiêng được cái cảnh nhà dân. Hiện tại mình đang đứng cái vị trí này là cái vị trí rất đặc biệt các bạn. Ở đây là đứng ở đây. Thì bây giờ mình muốn vào trong thành phố Tân An của tỉnh Long An các bạn, là mình sẽ phải di chuyển theo cái
cái vạch này các bạn, theo quốc lộ 1A này. Còn nếu mà mình sẽ đi theo cái đường tránh quốc lộ 1A các bạn, là mình đi theo đường này thì nó sẽ đi đường vòng ngoài. Đó, là mình sẽ không vào trong trung tâm thành phố. Tại vì nếu mà đi vào trong đường trong trung tâm thành phố thì có thể là tốc độ di chuyển mình rất thấp. Mình sẽ bỏ qua luôn thành phố Tân An nha các bạn. Tức là mình sẽ đi tiếp về Tiền Giang luôn. Mình sẽ đi tiếp về Tiền Giang, mình sẽ đi theo cái lối này, hướng này. Còn nếu mà đi vào cái hướng bên kia á, là đi theo cái hướng vào trung tâm của thành phố trung của Tân An. Bởi vì bạn đi hướng nào cũng có thể rồi cũng phải nhập ra cái chỗ này các bạn. Đi hướng nào rồi cũng phải nhập lại ra chỗ này để đi về 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 Tiền Giang các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bỏ ra Tân An đi, mình không đi, mình đổi lộ trình ha. Mình sẽ đi thẳng cái đường này các bạn. Mình sẽ đi thẳng đường này. Mình không đi vào trong trung tâm cái nữa các bạn. Tại vì đi trong đường trung tâm thì cái tốc độ mình di chuyển nó sẽ thấp, không kịp giờ các bạn. Đây, mình sẽ chuyển hướng để mình đi ra ngoài vùng theo cái đường ngoài các bạn, quốc lộ 1A bên ngoài. Đấy, thì tới đây bắt đầu có cái bảng chào đó các bạn, thành phố Tân An các bạn. Đó. Thì mình sẽ đi thẳng cái đường này các bạn này. Đấy, có hai cái hướng đi. Cái hướng này mình sẽ né ra cái thành phố Tân An các bạn. Đây, đường này sẽ né ra cái thành phố Tân An các bạn. Cái đường bên trong là mình đi vô thăm trong trung tâm của thành phố Tân An. Thì các bạn biết đó là tỉnh Long An á cũng là một trong những tỉnh thành mà cung cấp cái vựa lúa rất lớn của miền Nam các bạn nha. Tại vì cái tỉnh Long An rất là lớn các bạn. Các bạn coi trên bản đồ các bạn thấy là cái địa phận tỉnh Long An rất là lớn, giáp danh thành phố và có những cái vùng mà nó giáp danh với Campuchia các bạn. Cái tỉnh Long An á, nó nếu mà xét về theo kiểu là phân về cái vị trí địa lý, nó là thuộc đồng bằng sông Cửu Long, một phần của đồng bằng sông Cửu Long mà một phần theo cái kiểu cũng giống như khu vực Đông Nam Bộ nữa các bạn. Cũng lại bắn tốc độ này 60 này, cầu này cầu Tân An các bạn. Nên nhiều người họ vẫn đang còn gọi là hay gọi là lập lờ cũng không rõ lắm. Long An nó là miền Tây hay nó là miền Đông? thì thực ra nếu mà xét theo á, cũng có nhiều cái khu vực cái kênh rạch cũng nhiều lắm các bạn. Nếu mà có đi về những cái vùng mộc hóa, thạch hóa của Long An các bạn, nó kênh rạch nó cũng rất là nhiều các bạn. Tại vì đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long là hệ thống kênh rạch mà các bạn, sông ngòi kênh rạch mà. Thì nếu mà những cái khu vực mà tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh á thì nó xét giống như là miền Đông Nam Bộ luôn. Cái đặc thù thổ nhưỡng khí hậu nó giống như Đông Nam Bộ vậy đó. Nhưng mà nếu mà đi vào những cái vùng mà nó xa xa một chút như là mộc hóa, thạch hóa gì đó các bạn, khu đó trời ơi toàn rừng tràm không bạn, y chang cũng tràm giống như Cà Mau rồi đó các bạn. Ai đi Cà Mau thì biết rừng tràm rồi đúng không, U Minh Cà Mau rừng tràm rồi đó các bạn. Thì đặc thù của miền Tây đúng không bạn, thì ở đây là mộc hóa, thạch hóa của Long An nó cũng y chang vậy đó. Bây giờ hiện tại là nó cái khu vực này nó là thuộc thành phố của Tân An rồi nha các bạn. Nhưng mà mình đang đi vùng vòng ngoài các bạn. Mình đang đi vòng ngoài ha. Đang đi vòng ngoài, còn nếu mà đi vô trong trung tâm thì nó là nằm trong kia cả. Đó, nhưng mà ở đây thì mình sẽ tạm bỏ qua cái vị trí mình ghé ở Long An đi các bạn ha. Mình đi thẳng tới Tiền Giang luôn. Tới Tiền Giang luôn. Tại vì tới Tiền Giang thì mình sẽ kế hoạch của mình là mình sẽ đi chơi cồn Cù Lao Thái Sơn các bạn. Đi thuyền, đi tham quan Cù Lao. Đặc thù của cái khu vực mà chuyên có vựa trái cây cũng khá là lớn các bạn. Để tham quan. Và bây giờ là hiện tại là 7:47, tức là mình đã di chuyển hết được 1:30 rồi các bạn. Mình đã bước vào cái địa phận của tỉnh Tiền Giang rồi các bạn. Cái bản đồ thì các bạn xem trên bản đồ các bạn biết là cái tỉnh Long An á, nó là cái tỉnh mà tiếp nối giữa miền Tây
và thành phố Hồ Chí Minh các bạn, các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh đó. Nên khi mà mình vừa ra khỏi cái địa phận của tỉnh Long An á, thì lúc đó mới đặc thù, đặc trưng của cái miền Tây đồng bằng sông Cửu Long nó rõ rệt các bạn. Còn nếu mà mình còn đi trong cái địa phận của tỉnh Long An thì mình chưa phát hiện đâu bạn, chưa thấy sự khác biệt đâu các bạn. Tại vì các bạn thấy là bắt đầu ra khỏi cái Tân An rồi á, bắt đầu bước vào Tiền Giang là các bạn thấy là cái hệ thống mà kênh rạch rất là nhiều các bạn. Nên mình hay đi qua các cầu rất là nhiều. Nguyên trên quốc lộ 1 này thôi là mình đi á, thỉnh thoảng là cầu rất là nhiều. Đó, đó là đặc thù mà của cái đồng bằng sông Cửu Long là vậy đó các bạn. Là kênh rạch sông ngòi rất là nhiều. Đang dừng đèn đỏ các bạn à, đây là bắt đầu vô địa phận của tỉnh Tiền Giang này. Này là Châu Thành Tiền Giang nha các bạn. Mình sẽ tới cái trại rắn Đồng Tâm để mình ăn sáng và mình sẽ quay cái trại rắn Đồng Tâm luôn cho các bạn xem. Mình sẽ dừng chân ở cái trại rắn Đồng Tâm các bạn ha. Nó thuộc tỉnh Châu Thành của Tiền Giang luôn. Ở miền Tây các bạn biết cái huyện gì mà trùng tên nhiều không? Tức là hầu như các tỉnh miền Tây nào cũng có một cái tên, một cái huyện giống nhau. Đó là cái huyện Châu Thành các bạn. Bến Tre cũng có Châu Thành, Tiền Giang cũng có Châu Thành, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu là cũng đều có cái huyện Châu Thành nha các bạn. Nên mình không hiểu lắm vì sao mà cái từ Châu Thành nó có đặc thù gì, nó có cái ý nghĩa gì mà tỉnh nào ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ các bạn đều có cái huyện Châu Thành hết nha các bạn. Ở hai bên này thì mình thấy họ có bán trái cây là sầu riêng nha các bạn. Sầu riêng họ bán hai bên đường rất là nhiều các bạn. Thì bây giờ mình đang vào cái đường, cái khu chạy rắn Đồng Tâm nha các bạn. Thì mình nghe nói là ở khu chạy rắn Đồng Tâm của Châu Thành Tiền Giang này nè, là người ta có rất là nhiều nhiều nuôi rất là nhiều loài rắn các bạn. Đường ở đây thì nó thuộc cái đường này, nó là cái đường bên trong tỉnh lộ các bạn. Nên nó không được đẹp lắm so với quốc lộ bên ngoài các bạn. Chút nữa thì mình cũng phải quay ngược lại mà các bạn. Chút nữa mình đi tiếp với tục về Cần Thơ, mình cũng phải đi quay ngược lại. Quay ngược lại là quốc lộ 1 đó các bạn. Mình đang đi vào cái con đường này là vô cái tham quan cái khu du lịch chạy rắn Đồng Tâm. Ở cái khu này họ nuôi rắn rất nhiều các bạn. Họ để lấy nọc phục vụ cho ngành y học các bạn. Và cũng là tham quan cho du khách các bạn ha. Ngay thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang. Mình sẽ ghé đây mình ăn sáng. Rồi sau đó mình tiếp tục khởi hành đi Cù Lao các bạn. Thì cái này là mình tới rồi các bạn. Cái này là chạy rắn Đồng Tâm các bạn ha. Để mình xem coi vô cái thủ tục vé mua như thế nào, tham quan nào các bạn. Đây, cái bảng bự kê luôn các bạn. Cái này là cục hậu cần quân khu 9, trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu, là cái này là Thuận B, Tân Thuận B, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang các bạn. Lấy một vé em. Anh có đi hát kêu con không? Ừ có. Anh nào bán số không nhỉ? 80 ngàn. Dạ, đợi anh chút. Ở trong này nó có ăn uống gì không em? Dạ có, có con tim. 80 mấy em? 80 thôi. Biết chạy rắn lâu lắm rồi mà giờ mới có dịp đi ngang qua. Dạ. Giờ vô trong cổng này đúng không? Trời này nó muốn mưa quá vậy. Cái hướng tham quan chỗ nào em ha? Anh vô lối này trước mình. Lối ra đi lối ra học vô thì cũng... À tức là nói chung là đằng nào cũng quay ra đây mà đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn. Đây cái sơ đồ này. Đè. Phân bố Nam Trường Sơn, miền Đông Nam Bộ, Việt Nam. Đừng có dịch nha, đừng chụp nha. Lưu ý quay phim chụp ảnh không để gần này. Đấy, để gần là nó đấy. Đèn thui luôn. Coi bên kia thì màu vàng, con này đen thui. Ok.
mình vô mình ăn cái gì đó. Bây giờ là 8:30 rồi các bạn. Vậy là lúc mình bắt được xuất phát là 6:15, vậy là mất khoảng tầm hơn 2 tiếng các bạn. Hơn 2 tiếng là mình có mặt ở trại đá Đồng Tâm rồi, hay là thuộc châu thành của Tiền Giang các bạn. Thì bây giờ mình đang ở căng tin đây thì chắc sáng sớm nên họ chưa có cái gì ăn nhiều, mới có cơm tấm thôi các bạn. Nên mình có kêu dĩa, một dĩa cơm tấm đây là 50.000 đồng. Thì mình ăn xong rồi mình mới đi tham quan trong cái khu này các bạn ha. Giờ mới là 8:40, tức là chưa tới 9 giờ sáng các bạn. Hôm nay khí hậu rất là mát mẻ các bạn. Trời mát, không nắng nha các bạn. Mình thấy là không nắng nên thoải mái mình tham quan khu này. Thì mình ăn vô trại trong đây thì nói chung có thông tin thì mình cũng ăn trước đã. Có sức rồi mới đi tiếp. 5 ngày mà các bạn. 5 ngày cố gắng hết 13 tỉnh thành phố miền Tây mà. Con rắn này là rắn độc nguy hiểm, xin đừng vào lưới. Này rắn hổ chúa các bạn. Này là rắn hổ chúa. Nó có cái màu trên đầu nè các bạn. Không phải màu mà giống như nó mới lột da á. Lột da trên đầu. Rắn hổ chúa. Con rắn này chuyên ăn đi ăn rắn nè. Đây nè các bạn. Nó quá trời nè. Đấy. Nó đâu phải là cái. Đấy, cái dòng. Nó bù đi ơi chú ha. Ừ. Thả vô đây để cho ba con nhái và con cóc thì nó được chú ăn. Chồn gấu. Ngủ, hai con ngủ. Rồi gấu mà theo kiểu dạng giống chồn chứ. Ngủ. Nhím. Lồng luôn. Trụi lồng hết à. Mình mới tham quan xong chạy rắn Đồng Tâm các bạn. Cái này thuộc châu thành của tỉnh Duy An các bạn ha. Bây giờ hiện tại là 10:15 rồi. Thì cái lộ trình của mình là mình sẽ đi tiếp qua cái khu vực của Cù Lao Thái Sơn nha các bạn. Cù Lao Thái Sơn thì nó thuộc Cù Lao Thái Sơn. Thì cái này nó thuộc vẫn là Tiền Giang các bạn ha. Cù Lao Thái Sơn. Thì nó Cù Lao Thái Sơn giống như các bạn cứ tưởng tượng là xung quanh nó bao bọc bởi sông các bạn. Bên giữa, ở giữa là một cái cù lao các bạn, nó độc lập với đất liền các bạn ha. Thì mình qua đó hình như là nó có cái cầu nó xuống nè. Rồi từ đây bắt đầu nó sẽ có cái dịch vụ đi thuyền trên sông Mekong các bạn. Để trải nghiệm ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến đó. Bây giờ mình chuẩn bị lên cầu. Từ đây là đang bắt đầu ở chỗ Mì Tho nha các bạn, Tiền Giang các bạn. Mình chuẩn bị lên lên cầu Rạch Miễu nha bạn. Cái cầu Rạch Miễu, cầu này cầu để bắt ngang qua từ bên Tiền Giang và tỉnh Bến Tre nha các bạn. Tại vì nếu mà giả sử như hồi xưa lúc mà chưa làm cái phà cái cầu Rạch Miễu này á thì muốn qua bên Bến Tre là phải đi qua phà Rạch Miễu các bạn. Nhưng mà giờ hiện tại là nó có cái cầu Rạch Miễu rồi, bắt qua sông Tiền rồi các bạn. Nên qua rất là nhanh các bạn ha. Cái này là mình đang ở trong đường dẫn á lên cầu Rạch Miễu nha các bạn. Mình qua cái bên kia cầu Rạch Miễu thì nó là thuộc tỉnh Bến Tre nha các bạn.
Thì ở Bến Tre các bạn biết nổi tiếng cái gì không? Đó là trồng dừa. Bến Tre là không có cái gì đặc sản dừa hết các bạn. Đây bắt đầu lên nè, cầu Rạch Miễu nè các bạn ha. Cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, đó là một trong ba cái cầu mà rất là đẹp các bạn. Cầu này do người Việt Nam mình tự làm hết nha các bạn. Đó, đây là cầu Rạch Miễu nè các bạn. Hồi xưa mà muốn qua Bến Tre á, từ Tiền Giang mà qua bên Bến Tre á các bạn là phải đi phà. Mà từ lúc mà làm cái cầu yêu cầu này là qua nhanh lắm. Đẹp không các bạn? Góc đẹp không? Góc chữ A đẹp quá trời luôn đúng không? À, này là cây cầu Rạch Miễu nha các bạn. Cái cầu Rạch Miễu này nó dài lắm các bạn, nó bắt qua sông Tiền các bạn. Nó bắt qua sông Tiền. Đó. Nó có hai nhịp, mình thấy là nó có hai nhịp. Một cái nhịp nó bắt ở trên chỗ cái cồn Thế Sơn các bạn. Một cái nhịp nó sẽ bắt từ cồn Thế Sơn. Cái nhịp thứ hai thì tiếp từ cái cồn Thế Sơn nó vạo qua bên kia là thuộc Bến Tre các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xuống cồn Thế Sơn cho các bạn chơi. Ở dưới cồn Thế Sơn á, thì họ chủ yếu họ trồng trái cây là nhiều các bạn. Họ mở mấy cái dịch vụ du lịch cho các bạn đó. Đứng ở trên này mình quan sát là thấy cái sông Tiền nó rộng ghê không các bạn. Quá rộng luôn. Đấy. Lớn đúng không ạ? Việt Nam mình xây được cái cầu này là mình biết là của Việt Nam mình làm hoàn toàn đó các bạn. Mình không nhớ lắm là nó khánh thành cái cây cầu này từ khi nào. Tại hồi xưa mình còn bé các bạn. Hồi xưa mình còn bé là mỗi lần mà mình qua bên Bến Tre, từ bên Tiền Giang này nè, mà qua bên Bến Tre là phải đi phà. Đó, mà tôi lúc mà làm cái cây cầu này rồi là coi như lưu thông nó được thông thoáng hẳn luôn các bạn. Đó, thì bên dưới đây là cái khu ở dưới này nè các bạn, là cái khu mà của du lịch của cồn, người ta gọi Cù Lao đó, hay là cồn cũng mỗi một kiểu người gọi một kiểu. Cù Lao, Thái Sơn tự nhiên mình quên tên mất rồi. Thới Sơn các bạn ha, Thới Sơn đó, nằm dưới đây nè. Thì bây giờ mình sẽ xuống dưới đây. Rồi sau đó họ có cái dịch vụ đi tàu trên sông thuyền đó các bạn. Đi thuyền ở trên sông Tiền. Như qua bên đây là thuộc địa phận của Bến Tre này nè. Qua bên này là về Bến Tre này. Bên kia cầu thì nó là của Tiền Giang, bên này cầu là của Bến Tre. À đúng rồi đó, hai nhịp. Rồi, mình sẽ vô trong đây mình sẽ mua vé các bạn. À, vô trong đây mình sẽ mua vé nè. Nó có ghi nè. Bên đây là bên kia là Bến Tre rồi. Bây giờ mình sẽ vô xã Thới Sơn các bạn. Trong xã Thới Sơn đây thì mình trạm thu phí phía trước các bạn. Mình sẽ vô trong đây. Trong đây là có cái dịch vụ đi thuyền các bạn. Trước là mua vé để mình xem mua vé. Cồn Phụng là nó thuộc Bến Tre đúng không? Hay là Bến Tre đúng không? Còn ở đây là người thì nói là Thới Sơn, có người gọi là Thái Sơn. Dạ, là cũng nói luôn.
mà trên bản đồ thì nó ghi là Thái Thái Sơn này. Sợ bay, anh sợ bay nó lắm. Được rồi cô ơi, được rồi con. Dạ, không sao, con cho nắng cho đen bớt. Nhưng mà ở đây nếu mà nước sinh hoạt thì sao em? Nước sinh hoạt mình giờ là chủ yếu mình là nước tây rồi. Không như ngày xưa của mình đó thì là hút lên dạ, đúng rồi lắng phèn phía sau mà mình lắng phèn thôi. Mình có cái cục phèn á, phèn chua ha, xay xay như này nè. Mình để dùng mình rửa, nhưng mà bây giờ thì mình phải nước tay rồi. Đó là nước máy của nhà nước đúng không? Dạ đúng rồi. Chủ yếu là mình là muốn làm dịch vụ du lịch này để cho người dân khách tham quan trải nghiệm thôi. Ngày xưa mình thì cũng là các cô cũng đi sử dụng thuyền vậy thôi để mình đi làm. Ở trên đây thì mình cũng có cái đường đi bộ á, để mình để cho xe Honda rồi chạy thôi. À, nếu tức là mình đúng rồi, giống như mình có vẫn có nhà nè. Đúng rồi, để có nhà người dân. Nhà dân. Đây mình thì miền Tây mình chủ yếu thì chỉ có hai cái cây mà để mình giữ đất rồi thôi. Là cây bạch lá của mình nè, hay là cây dừa nước á. Dạ, hoặc là cây bần của mình. Cây bần hả? Cây bần. Bần. À cái này. Dạ, cái này mình kêu là cây bần. Cái này. Cái bần này thì đặc biệt mình á là cái rễ của nó sẽ mọc ngược cái lên như thế này. À. Nó không cắm xuống đất. Nó mọc ngược lên vậy. À kìa kìa đúng không? Rễ đúng không? Đúng rồi. Là nó để hấp thụ cái chất dinh dưỡng thôi, không có đi bự cây. Thì đặc biệt cái cây này là cái rễ bần của nó là cái đất, cái đất mà để mình làm cái rượu cây á. À rồi. Vậy là cái nắp bần nó là làm từ cái rễ bần này. À à. Với lại cái nắp cầu lông của mình á, cái đít cầu lông của mình là cũng được sử dụng để làm từ cái rễ bần này luôn. À à. Dạ. Đúng rồi. Thì cây này nó còn cái tên khác nữa là gọi là thủy liễu. Là liễu dưới nước. À. Thì sở dĩ nó có cái tên này là ngày xưa rồi vua Tần Thánh Tông của mình á, chạy về Ba Tri của mình cùng đất để chạy giặt. Thì được người dân mình á sẽ cho ăn cái trái bần á, bần non cùng với mắm cá sặc, cá linh. Thì khi mà ông ăn ông cảm thấy ngon á thì ông mới hỏi về cái tên của cái loại cây bần này. Thì người dân mới được trả lời, người dân trả lời á là do là cái cây bần. Thì khi mà ông ra ông nhìn xem á thì ông thấy á, thì cái hình hài của cái cây mình về nè thì là một cái cây màu xanh mà nó rủ xuống nước. Cái gì vậy? Anh bao giờ hai lô khỏi mới xong hôn em khỏi cầm. Được được. Anh cầm giúp anh. Anh cầm này giúp anh này. Nặng không anh? Không, dưới này nó không nhẹ. Tại trong này có mấy cái máy quay khác nữa. Dạ. Tại có mấy cái quay mà... Anh sợ bị cấn. Ừ, nó phải quay nhiều khi ở xa mình zoom á. Và cái GoPro này nó không có zoom được. Dạ. GoPro này mình chỉ quay gần thôi. Vậy là thời gian của các cô đây mà chèo thuyền là từ mấy giờ tới bây giờ? Sáng sớm từ 8 giờ đến 5 giờ. 5 giờ chiều mà khách vẫn còn lại. Mình vẫn bơi, nhưng mà mình đi một cái chuyến, một hai chuyến thôi, nhưng mà mình phải chờ tài. Dạ. Tới 300 chiếc chuồng mình chờ tài. Dạ, vậy là coi như cứ đến tour ai người đó chèo. Chị đi gọi là 4 mấy chiếc thôi mới tới chị. Để tao chờ tài, nó hậu không được, rất là nghèo con ơi. Dạ. Ở đây con thấy tặng bà già, ông già đầu bê không à. Dạ.
Con nuôi ở đâu? Con hả? Ừ. Gốc con là ngoài Bắc á, nhưng mà con ở Đồng Nai. Ừ. Ba mẹ sinh con ở Đồng Nai. Ừ. Dạ con là bị nói lỡ. Con là bị nói lỡ giữa Bắc và Nam. Ừ, anh ở Đồng Nai. Ừ. Còn còn tại vì lúc đó là vô đây sau năm 75 mà sau giải phóng là vô trong này á, là chia ra hai nhánh, một nhánh là sống ở Ba Tri á, là nói giọng đúng chuẩn miền Nam luôn, còn cái giọng của con là giọng ở miền Đông Nam Bộ, là cái khu đó là Bắc Nam tùm lum hết, nên cái giọng con bị lỡ. Con có gia đình chưa? Mình không có vợ con. Con ba đứa rồi. Ba đứa hả? Dạ. Tại vì cái này đứa lớn là lớp 7. Năm nay ra lên lớp 8 rồi đó. Đứa thứ hai thì năm nay lớp 6. Còn đứa út thì bắt đầu vô lớp 1. Nhưng mà mình thế này thôi. À. Dạ. Còn nước dừa của mình thì sẽ lấy nước dừa dừa nước của mình á. À. Dạ. Vậy là cái này mua 1 được 2 đó. 1 ly mà được 2 loại dừa luôn. 2 loại dừa. Trái thì trái dừa nước mà nước của dừa dứa. Dạ. Cho nên mình ok. Cũng cầm giúp anh 30.000 đúng không chị? Mình muốn bưng đi cũng được mà mình muốn ngồi cũng được. Dạ, ngồi đây tí xíu. Ngồi nghỉ mát lắm, ở đây gió mát. Có mứt mở cầu, trà mở cầu, ca cao, bột ca cao nguyên chất luôn. Gió bụi nó vũ. Rồi ok. Dạ. Anh em của dạ. Em. Rồi dạ. Lại ngồi nghỉ. Dạ. Trời 20 tiền. Dạ. Ăn thử đi nha chị. Chị ăn thử đi, ngon. Mình mua anh mình ngồi đây. Ừ, đâu được. Ở cái bên ngoài đó thì là các cô mình sẽ ngồi chờ để đến lượt mình đi á. À, tức là đây là cái bến để mình. Ở đây mình có 6 ghế rồi. 6 ghế và 300 cái xuồng á. À, đây cũng nhiều. Rồi. Cũng nhiều chứ, 300. Dạ. 300 là nhiều lắm á. Mà đợt trước hồi xưa anh đi đông lắm hay là do anh đi ngày lễ đâu? Ngày lễ anh. Ngày lễ mình thì đông lắm. Ừ. Ngày lễ mình đông khi là thiền á, mình đi dẹp xong. Ừ. Dạ. Là mình đang có nhiều du lịch mình á, mình nhiều hướng, ví dụ như hướng ở Bến Tre mình đi qua, à. Tiền Giang mình qua nữa, ừ. Mà nhiều cũng đi. À, hồi xưa anh nhớ đi mà coi như ghe đụng đụng nhau luôn á. Cho nên là tay lúc nào là mình cũng phải để ở bên trong xuồng. Ừ. Có nhiều khách để ngoài là kẹt tay hết cái tay luôn. Chứ nhiều khi em giỡn em nói con gạch này nó còn cái tên nữa là ngoài con gạch tàu ngoài nha, còn cái tên nữa là gạch điện thoại Samsung gặp iPhone Google Mac. Mình đi là mình phải giữ tư tang mình cẩn thận. À. Dạ anh uống. Rồi, anh uống nè. Dầm ngàn thân cây.